Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Mã Vạch. Thì hôm nay xin làm một video để hướng dẫn mọi người cách fit một số lỗi đơn giản, một số lỗi mắc phải đơn giản đối với máy ZT411. Thì trong quá trình mình sử dụng thì chắc chắn nó sẽ xảy ra một số lỗi, ví dụ như là do thao tác của người dùng hoặc là có thể là phát sinh từ máy, thì em sẽ hướng dẫn mọi người cách khắc phục nó để mình có thể là nhanh chóng thực hiện cái việc in ấn của mình để không phải bị gián đoạn vì một số lý do. Rồi thì đầu tiên thì mọi người có thể là quan sát ở trên đây là có dàn led này, 1, 2, 3, 2, 4, 5 cái đèn led này sẽ báo hiệu 5 cái lỗi khác nhau của máy. Ví dụ như đèn đang màu vàng sáng thì ở status thì đây là trạng thái là đang hoạt động bình thường. Nếu mọi người có thể là quay qua bên không máy này, bắt nắp máy này, đây là có pointer status này, thì những cái lỗi cần báo ở phía trên này thì mình có thể xem và biết lỗi của nó để mình tìm cái nguyên nhân để khắc phục. Ví dụ đèn đang đây thì máy đang ready sẵn sàng này, còn là đèn status màu đỏ và đang nháy ở cái cuộn giấy đây thì báo là lỗi giấy out ra ngoài là không có giấy hoặc là mực, hoặc cái này là màu vàng thì nó sẽ là sai chế độ in. Rồi một số thông số thì mọi người có thể nhìn đây để kiểm tra lại. Rồi thì em sẽ hướng dẫn mình khắc phục một số lỗi ha. Thì đầu tiên cái lỗi cơ bản nhất đó là lỗi máy không hiểu giấy. Máy không hiểu giấy thì em sẽ liệt ra một số nguyên nhân mà dẫn đến cái tình trạng là máy nó không hiểu giấy ha. Đây thì mọi người có thể để ý cái đèn đây, mọi người có thể để ý đèn supply này, rồi trên cái màn hình nó hiển thị thông báo đó là media out thì người ta bảo là vui lòng là lắp lại giấy. Thì mình có thể là chú ý là nó sẽ có một trong những nguyên nhân. Thứ nhất đó là ở phía trên tôi này, mọi người có thể nhìn thấy cái đèn màu xanh không, màu xanh tối lên không? Đây, mọi người có thể thấy cái đèn màu xanh đây, đây là cái con cảm biến giấy. Thành ra nếu như mà con cảm biến giấy này nó có thể là kéo qua kéo về này, kéo vị trí, những vị trí khác nhau này, từ trong ra ngoài này. Nếu như con cảm biến giấy này nó bị kéo lật ra khỏi cái vị trí mà giấy mình đang lắp, em ví dụ là có một loại giấy mà nó có rảnh ở giữa đi, thì cái vô tình coi con cảm biến giấy nó nằm ngay vị trí ở giữa, hoặc là có những cái loại giấy nó nhỏ thế này, mọi người sử dụng giấy nhỏ thế này, thì cái lúc mình lắp giấy thì chắc chắn giấy nó sẽ nằm phía trong, nằm sát phía trong, mà nhưng con cảm biến giấy nó bị lật di chuyển ra phía ngoài, thì thành ra là máy nó con cảm biến giấy nó không đọc được giấy, thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng đó là bị lỗi giấy như vậy. Thì cách khắc phục của mình là mình điều chỉnh cái vị trí cảm biến vào ngay cái vị trí ô giấy. Rồi ví dụ như mọi người có con tem tất làm hai bên này, thì mình có thể là để con cảm biến vào trong một trong hai con tem này, không nhất thiết là con nào nhớ nha mọi người, chứ đừng để ở rận thì máy nó sẽ đọc được giấy kìa. Hoặc nếu mà giấy mình nhỏ thì mình phải kéo cảm biến sát vào trong, tránh tình trạng là đẩy sát ra ngoài thì nó không có cái phần giấy kia ngoài, thì máy nó sẽ không hiểu giấy. Và thứ hai thì đó là cái cách mình khắc phục ra. Sau khi mình bỏ vào thì máy nó sẽ tự động đọc lại cái giấy và báo ra đi, hoạt động bình thường. Thứ hai đó là lỗi mực. Thì để em ví dụ lỗi mực cho mọi người xem này. Đây, sau khi em lắp mực này, lắp giấy này, đây thì nó sẽ báo, nó cũng tương tự, nó sẽ báo trên này ribbon out này, đây là lỗi mực này. Thì mình cũng tương tự mình kiểm tra lại mực xem mình có lắp đúng cách chưa. Lắp đúng cách là như thế nào là mình sẽ luồn mực qua vị trí của đầu in, tại vì phía dưới cái cụm đầu in nó cũng tương tự như là giấy thì nó cũng có một con cảm biến mực, thì mình phải luồn qua, hay là mình đang lắp sai là luồn lên phía trên hoặc là luồn đi đâu đó mà không lắp mực đúng cách. Đến lúc mà mình lắp mực đúng cách thì vào thì mình kiểm tra, mình có thể bằng cách là mình tháo ra mình lắp lại mực. Mà để lắp lại mực mọi người có thể là nhìn hướng dẫn ở phía trên này, cái này nó có hướng dẫn, hoặc là mình có thể là nhìn theo cái đường đi của mực mình lắp ra đúng cách thì chắc chắn là sẽ không bị cái lỗi này. Thì nếu mà bị cái tình trạng lỗi đó thì mình kiểm tra xem là mình lắp mực đã đúng chưa, và nếu có thể là nếu đúng rồi thì mình có thể là tháo ra rồi mình lắp lại một lần nữa. Rồi sau khi mình đóng máy lại thì các bạn chú ý là mình nhấn nút power, tại vì hiện tại là máy đang Nút pau đang hiện thế này thì máy sẽ đang đứng này, thì mình sẽ nhấn pau này, pau quét này, thì máy nó sẽ tự động dò lại giấy mực. Trong quá trình này là đang tự động dò lại giấy mực. Đây, nếu dò lại được ok thì những cái đèn báo lỗi này sẽ không báo nữa. Đây mọi người có thể thấy rồi, đây là hai cái lỗi cơ bản nhất. Ở đây mọi người có thể thắc mắc là vì sao cái đèn network này nó đang chớp màu đỏ. Tại vì đây là em đang sử dụng cổng USB, máy có kết nối cổng LAN, em không sử dụng cổng LAN nên thành ra là cái đèn network này nó màu đỏ. Thì nó cũng không ảnh hưởng gì tới cái quá trình internet của mình. Nếu như mọi người có cắm cổng LAN vào thì máy thì đèn trạng thái ở cái network này nó sẽ tự động tắt đi. Cái này nó sẽ không ảnh hưởng tới cái quá trình vận hành của máy khi mình sử dụng cổng USB. Lúc mà mình sử dụng cổng LAN, cắm cổng LAN mới để ý cái đèn này. Còn những cái đèn power data hoặc là supply này thì mình nên để ý để mình feed lỗi. Còn đèn này thì mình do là mình chưa có cắm cổng LAN nha mọi người. Vừa rồi em đã hướng dẫn mọi người cách khắc phục một số lỗi cơ bản mà trong quá trình in và nó thường dễ xảy ra nhất. Thì trên thân số đèn trạng thái này nó sẽ có hiển thị cảnh báo đây, thì mọi người cứ nhìn đèn và sau đó là kiểm tra lại. Ví dụ như là lỗi giấy thì mình kiểm tra lại giấy, kiểm tra lại sensor cảm biến, lỗi mực mình cũng tương tự như vậy. Nhiều khi là cảm biến bụi bẩn dính lên trên ra không đọc được giấy thì mọi người cũng có thể kiểm tra cái đèn led màu xanh là đèn cảm biến đó, thì mình có thể lau chùi hoặc là vệ sinh để phục vụ quá trình in của mình. Đó là một số lỗi mà nó có hiển thị. Còn một số lỗi ví dụ như là mình in mà không ra, máy mình hiển thị ra đi mà mình in không ra gì hết rồi, thì hay là máy không lên nguồn hay gì đó thì mình nên kiểm tra lại các cắm nguồn, cũng như là xem lại bật công tắc hay chưa, cũng như là xem từ cắm dây USB hoặc là cổng LAN kết nối từ máy chính xuống máy in chưa. Nếu cổng LAN thì mình có thể là kiểm tra thử kết nối giữa mạng LAN của mình xem thử có kết nối chưa, hoặc là có thể là driver trên máy tính có vấn đề gì không. Thì đó là một số lỗi vô hình mình không có thể là có trạng thái báo được, thì mọi người có thể là kiểm tra thêm. Thế này, nếu có những cái lỗi phát sinh ngoài những cái lỗi mà của em vừa hướng dẫn cho mọi người thì mọi người có thể liên hệ tới số hotline 1900 3438 thì để được đội ngũ nhân viên kỹ thuật Thế Giới Mã Vạch sẽ hỗ trợ và hướng dẫn mọi người cách khắc phục. Hoặc có thể mọi người truy cập vào trang web thế giới mã vạch.com cũng có thể là hỗ trợ, Thế Giới Mã Vạch cũng hỗ trợ được cho mọi người. Nếu thấy video này hữu ích, mọi người có thể nhấn like và subscribe kênh YouTube của công ty Thế Giới Mã Vạch. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.